Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Ngọc Ánh. Hôm nay hai tụi mình sẽ review đánh giá để cho quý chị biết được dự án Saget Nhà Bè có phải là một cái tâm điểm đầu tư tại khu Nam hay không ha. Đúng rồi. Thì mình sẽ có những cái lý do vì sao lên mua cái dự án Saget. Có đến 5 yếu tố, 5 lý do để quý chị lựa chọn đây là một cái nơi an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lợi. Đúng rồi. Thì thứ nhất mình còn nói về lý do đầu tiên mà quan trọng nhất, đó là tiềm lực chủ đầu tư rất là mạnh. Thì JS là một cái chủ đầu tư của Hàn Quốc và đã làm rất nhiều dự án ở thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như là dự án khu vực quận 2 thì mình có dự án JS, những căn hộ cao cấp như Smart Home như Sea Riverside Palace của Thảo Điền, khu phức hợp JS Nam Sài Gòn, GS Metro City Long Bình quận 9 và C Thủ Thiêm là khu đô thị chức năng số 3 của Thủ Thiêm. GSNC là tự hào là một cái công ty có chỉ số bền vững cao nhất tại Thái Bình Dương trong nhiều năm qua. Cảm ơn Ngọc Ánh đã chia sẻ về cái thông tin về chủ đầu tư. Và cái lý do tiếp theo đó là một cái vị trí độc tôn mà hiếm có dự án mà kết hợp được. Thứ nhất là Cần Thị, nhì Cần Giang và tam Cần Lộ. Thì cái dự án này đáp ứng được 3 yếu tố đó. Thì Ngọc Ánh có thể chi tiết sơ qua về cái vị trí của dự án này cho quý anh chị nắm rõ được hay không? Thì hiện tại dự án GS là nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì đây là một cái trục lộ lớn, trục lộ mà gọi là trục lộ xuyên tâm Sài Gòn. Thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh mình có trục lộ Nguyễn Hữu Thọ là xuyên tâm Bắc Nam. Còn trục lộ mà Đông Tây thì sẽ xuyên tâm qua dự án khu vực Thủ Thiêm. Đúng thì rồi. Qua khu vực quận nhất. Thì đó, phía đằng sau ở phía của GS là cũng kết nối với sông rất là lớn. Thì mình gần đây nữa là gần khu vực trung tâm của quận 7. Ví dụ như là có khu vực Phú Mỹ Hưng nè. Hoặc là mình đi qua quận nhất cũng chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút thôi, thông qua cái trục lộ Nguyễn Hữu Thọ. Một vị trí cực kỳ đắc địa phong Ngọc Ánh. Và từ cái vị trí này thì mình di chuyển dễ dàng về quận 7 nè, về Bình Chánh, di chuyển về Long An. Và từ cái vị trí này thì mình có thể là đi xuống đường cao tốc Bến Lức Long Thành tầm khoảng 4 cây số. Một vị trí khá đồng bộ, dễ kết nối, thuận tiện đi lại, gọi là tuyệt vời, một bước chân ngàn tiện ích vô. Đúng rồi, thì sắp tới mình sẽ có một cái cầu Thủ Thiêm 4 là bắc qua đường Huỳnh Tấn Phát đi qua khu vực Thủ Thiêm. Thì là một trong những cái khu đô thị mà lớn của thành phố Hồ Chí Minh, là cái khu mà gọi là người ta gọi là một cái khu về kinh tế đó, khu kinh tế mới của thành phố Hồ Chí Minh, giống như là một cái Đông Thượng Hải, bến Đông của Thượng Hải đó. Dạ, kết nối giữa hai gọi là khu kinh tế lớn của thành phố Hồ Chí Minh, là một cái gọi là những cái khi trước là khu đô thị vùng ven, nhưng mà bây giờ là phát triển thành những khu đô thị bậc nhất của Sài Gòn. Đúng rồi. Cái lý do thứ ba mà Ngọc Ánh muốn phân tích và đưa chia sẻ đến quý anh chị để biết đây là một cái tâm điểm để cho quý chị lựa chọn cái dự án Saget Nhà Bè này đó. Đó chính là cái lý do về tiện ích vượt trội của cái dự án GS này. Thì dự án GS mình thì có những cái tiện ích đầy đủ. Ví dụ như là có trường đại học và 3 cấp 1, 2, 3 và được đại học luôn của quốc tế. Thứ hai là mình gần những cái khu vực bệnh viện lớn, ví dụ như là Pháp Việt này, hoặc phía các trường quốc tế Canada, BVIS, SISS và xuống phía dưới cảng Hiệp Phước sẽ là trường quốc tế Mỹ AIS. Thì đó là những cái tiện ích mà về giáo dục và y tế thì là rất là cho cư dân mình á, thế là đi rất là thuận tiện, không phải đi xa. Đó là những cái tiện ích ngoại khu, còn tiện ích nội khu thì như thế nào thì Phước Sửu sẽ chia sẻ cho mọi người rõ ràng hơn. Khi mà quý anh chị vào một cái phân khu đầu tiên là như Phước Sửu và Ngọc Ánh đang di chuyển, đó là phân khu Zai River Country One. Thì cái phân khu này đó Ngọc Ánh chỉ khoảng hơn 3 hectare thôi, nhưng mà trong phân khu này đã có nhiều cái tiện ích mà gọi là có 102. Khi mà quý anh chị sở hữu trong cái phân khu đầu tiên Zai River Country One này thì quý anh chị có thể có một cái lớp house rất là lớn, chỉ tầm khoảng gần 100 cư dân thôi, có một cái lớp house rất là lớn Ngọc Ánh nè. Trong đó có nè phòng tập gym nè, sân tennis, hồ bơi, hầm rượu dưới đất và những cái tiện ích và barbecue ngoài trời. Một cái lớp house đến khoảng 500 đến 600 m² luôn. Như quý anh chị đang nhìn thấy, Phước Sửu đang quay phim cho quý anh chị thấy là những cái tiện ích ở đây là khá nổi bật. Và có một cái trường đại học rất là, cái trường quốc tế rất là lớn gọi là Chadwick đã xây dựng và trên cái phân khu Zai Edu Country, là một cái phân khu chuyên về giáo dục trường học.
Và dự kiến 350 hectare này sẽ hình thành một cái khu đô thị gọi là Hàn Quốc thứ hai tại Việt Nam. Và ở đây thì có cực kỳ nhiều cái trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng. Và ở đây là một nơi gọi là ăn chơi trác tán cho tất cả những cái tín đồ thích ăn chơi luôn. Quá tuyệt vời luôn. Thì tiếp theo là một cái lý do thứ tư mà Ngọc Ánh và Phước Sửu muốn giới thiệu với quý anh chị và các bạn. Và lý do thứ tư mà Ngọc Ánh và Phước Sửu muốn chia sẻ đến quý anh chị đó là một lý do rất đặc biệt. Tiềm năng tăng trưởng của khu vực GS. Thì hiện tại là cái khu vực GS ngày xưa là cái khu vực mà vùng trũng của thành phố Hồ Chí Minh, khu Nam Sài Gòn là được mệnh danh là giống như đầm lầy vậy đó. Nhưng các bạn thấy như hiện tại bây giờ chỉ khoảng 10 năm trở lại đây thôi thì là cái khu này nó đã thay đổi hoàn toàn, một cái hình ảnh hoàn toàn mới. Thì khu Nam Sài Gòn bây giờ giống như là chỉ có những cái người mà có điều kiện mới về đây sinh sống thôi. Và có những cái dự án rất là lớn tập trung ở cái khu vực của mình. Với cái một cái tiện ích vượt trội gọi là, nếu như mà người ta đánh giá khu Nam Sài Gòn là một cái vùng trũng của bất động sản thì đây chính là một cái cơ hội để Ngọc Ánh. Nếu vùng trũng của bất động sản là cái mức giá còn khá thấp thì quý anh chị khi mà đầu tư vào thì x3, x5, có thể là x7 rất là dễ dàng. Thì Phước Sửu làm một cái bài toán so sánh giá của khu vực Giai Ghép Nhà Bè, giá của Phú Mỹ Hưng và khu dân cư Him Lam là một cái hình tam giác. Thì Nhà Bè hiện tại với cái khu dân cư GS này, khi mà bàn giao nhà với một cái mẫu nhà rất là đẹp như vậy, nhưng mà giá trên một mét vuông nhà hiện tại chỉ rơi vào khoảng hơn 100 triệu một mét vuông. Nhưng mà đối với Phú Mỹ Hưng thì tầm khoảng hơn 400 triệu, và đối với lại khu dân cư Him Lam thì có phần nhà luôn thì 300 triệu. Thì cái mức giá ở đây chỉ hơn 100 triệu này để mấy năm sau thì sẽ bằng với mức giá Phú Mỹ Hưng, thậm chí còn cao hơn. Tại vì đây một cái khu đô thị mới, một cái khu mà giống như kiểu là mình có những cái mà ở bên kia chưa có thì bên này có. Chính xác, những cái gì hình thành sau thì hình thành sẽ đẹp hơn, cao cấp hơn và hiện đại hơn. Đúng rồi, mình sẽ ra, các chủ đầu tư sẽ rút kinh nghiệm từ những cái khu đô thị cũ hơn. Thì một cái vấn đề lăn tăn sau cái thời kỳ dịch Covid đó là cái vấn đề và thuê, tìm chỗ ở và cho những cái người cư dân Việt Nam và nước ngoài. Thì Ngọc Ánh có nghĩ sau đây, nơi đây sau này sẽ là những cái nơi gọi là rất là hút cái những cái người gọi là thuê mướn, gọi là những cái chuyên gia khoa học để về đây thuê hay không? Đúng rồi, thì hiện tại như mình các bạn thấy đó, thì Hàn Quốc hay là các nước châu Á của mình á, là cái tính truyền thống rất là lớn và họ sẽ sống một cái khu vực rất là tập trung. Chẳng hạn như là khu Phú Mỹ Hưng thì đa số là cái khách châu Á thì rất là nhiều, châu Âu cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ thì ít hơn châu Á. Thì ví dụ như Hàn Quốc là một cái nước mà giống như người ta thu hút những cái chuyên gia về đây, mình họ sống ở đây là chuyên gia rồi học tập. Tại vì khu vực Nam Sài Gòn là có rất nhiều trường quốc tế, ví dụ như trường quốc tế Hàn Quốc này, trường quốc tế Đài Loan đều có, và kể có cả trường quốc tế của Nhật Bản nữa. Nên là có rất là nhiều những cái phụ huynh người ta muốn ở gần cho con em học cho nó tiện đó. À, cảm ơn Ngọc Ánh chia sẻ một cái điều tuyệt vời. Và bây giờ là Phước Sửu đang bay live cam và Phước Sửu quay những cái tiện ích bên trong của cái dự án này để cho quý anh chị biết được nơi đây sẽ là một cái nơi đáng sống. Tất cả mọi người muốn về đây ở, giá trị cho thuê nó sẽ tăng lên cao. Khi mà cái giá trị cho thuê tăng cao như vậy thì cái mức đầu tư bỏ vào cho thuê thì nó sẽ sinh lời rất là tốt. Những cái cảnh quan ở đây thì có 102, chủ đầu tư chú trọng phát triển về cảnh quan. Như mọi người đang nhìn thấy trên những cái cung đường thì vỉa hè rất là rộng, đường xá thì sạch sẽ, văn minh, điện nước âm, và những gọi là có đây có những cái công viên bốn mùa xuân hạ thu đông, giúp cho một cái khu mỗi mùa có một sắc hoa Ngọc Ánh. Rồi là công viên nhạc nước nè, rồi bến cano du thuyền, nói tới du thuyền thì nó hơi quá, nhưng một con bến cano rồi sẽ đi lạc vào một thế giới khác khi mà bước chân vào cái Zai River Country One này. Vậy là một nơi rất đáng để đầu tư. Lý do thứ năm, mà lý do trong cái bối cảnh gọi là thị trường chính trị kinh tế ở Việt Nam bất ổn, một lý do rất đặc biệt Ngọc Ánh có thể phân tích cho khách hàng lý do mà để đem đến một cái gọi là giá trị tuyệt đối cho dự án này là lý do như thế nào ạ? Lý do thứ năm mà Ánh và Sửu muốn đưa cho quý vị là một cái lý do mà rất nhiều khách hàng bây giờ rất là lăn tăn ở các cái dự án khác. Đây là một cái lý do về pháp lý của dự án, thì bây giờ chúng mình sẽ phân tích cho quý anh chị và các bạn về cái dự án này có những cái pháp lý như thế nào và có đáng để đầu tư hay không.
Thì như là đầu video thì Ngọc Ánh đã chi tiết hơn về cái chủ đầu tư này là một chủ đầu tư cực kỳ uy tín và đã triển khai rất là nhiều dự án rồi. Thì tất cả những cái dự án mà chủ đầu tư này triển khai đều có sổ hồng cầm tay đầy đủ hết rồi. Rất là tuyệt vời phong. Và riêng đối với dự án này á, khi mà triển khai bán một dự án á, Ngọc Ánh, thì khi mà triển khai bán một cái dự án á, thì chủ đầu tư này họ có khá nhiều cái pháp lý đầy đủ mới bán triển khai, ngay cả là giấy phép xây dựng phải có luôn thì họ mới triển khai mua bán á, Ngọc Ánh à. Nên đó là đem đến cho khách hàng một sự uy tín tuyệt đối luôn. Tất cả những cái căn ở đây hiện tại là gia chủ đã nhận nhà và họ đã cầm hợp đồng mua bán sang tên, mua bán công chứng sang tên trên chủ đầu tư, và chỉ tầm khoảng hơn sáng trong vòng 6 tháng sau khi mà nhận bàn giao nhà thì tất cả những cái căn này ra sổ hồng cầm tay luôn. Mặc dù đây là shop house nhưng mà được sở hữu sổ hồng vĩnh viễn. Và sắp tới những cái phân khu thứ hai là phân khu về căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng và những cái tòa nhà văn phòng, khi mà chủ đầu tư này triển khai thì cực kỳ ổn định về pháp lý, an tâm cho khách hàng là một cái nguồn đầu tư gọi là hợp lý tại dự án này. Quá tuyệt vời luôn. Quý khách hàng vừa rồi đã nghe tới 5 lý do để chúng ta có thể đầu tư về cho dự án Saiget Nhà Bè. Vừa rồi là Phước Sửu và Ngọc Ánh đã phân tích đến 5 lý do để lựa chọn đầu tư vào dự án Saiget Nhà Bè. Phải nói là những cái lý do gọi là tuyệt có 1 0 2 không? Tất cả những cái dự án bây giờ đang lủng củng về những cái yếu tố lý do như vậy, nhất là về pháp lý. Và chủ đầu tư ở đây đã chuẩn chỉnh tất cả mọi thứ rồi, chỉ việc bán hàng và chào đón những cư dân cư dân mới về sống một cái môi trường cực kỳ lành mạnh, văn minh. Rồi cần thêm những cái thông tin, quý anh chị inbox ngay cho Phước Sửu và Ngọc Ánh theo số hotline bên dưới nha. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.